Are you ready to hear my song? Bảo Ren, Double Light TV, LAY TV, what you see, let's go, ay! Cơn sốt lan rộng, tên tôi đang được đề cập tập trung mọi sự chú ý. Một người đặc biệt với sự phát triển chóng mặt, cái tên là TV. Lập kênh YouTube ngày 23 tháng 4 năm 2017, sáng tạo mọi mặt giải trí hài hước ai cũng biết khi anh còn tin đây. Được biết anh còn rất trẻ, chỉ mới sinh năm 97. Anh vẫn đang cố gắng con đường YouTube ngày một hăng say. Con đường chấp phát ngộ gánh bộc mạc của người Tây Ninh, hòa đồng nhiệt huyết. Tuổi chỉ còn già, anh đã sống cho hết cuộc đời mình. Khi mới bắt đầu làm YouTube, anh chuyên mảng bình luận bữa. Ai càng xem anh sẽ thách thức cười, chỉ muốn xem lại lần nữa. Bình luận ra ta năm rồi đến lên con rồi qua lock để sống. Hành trình chắc trở đạt được thành công bây giờ là điều cực kỳ trông mong. Anh không từng nghĩ nỗ lực của mình được đền đáp nhiều như thế. Anh chỉ cố gắng hàng ngày ra ít là sự thoải mái đam mê. Anh tin chữ điên khùng, giai ba trên sự thành công của anh cũng cần sâu. Vì lời qua tiếng là anh mãi là người chiến thắng. Có bao nhiêu dân anh hôm nay chẳng biết nhà chống ai. Có gắng bước đi chẳng lo xây ra nhưng tương ta phải gần ngài. Không quan tâm một ngày ta cứ tiếp tục bắt cuộc đời chẳng tìm tới. Đợi một ngày nụ cười đang tới vì chưa đặt tay nơi. Đã có lần anh đi tìm nhà của Chris lúc anh áp lực nhất. Anh đi report trừ rồi báo cáo mặt sức khiến clip anh đã bị mất. Có mấy ai hiểu mồ hôi cùng sức là một video. Bao nhiêu không sao anh vẫn bước tiếp con đường phía trước còn biết bao điều. Ngoài lại TV anh còn hai kênh nữa chuyên phim và game. Thành công đầu tiên khi anh quay phim được rất nhiều người biết đến. Bên cạnh YouTube anh còn có một cô gái xinh đẹp tên là Vibo. Chẳng kém thánh lệ chị Bo cũng là một người cực kỳ nhí nhố. Chắc chẳng ai biết một điều bí mật chưa hề được anh bật mí. Anh ta trở thành ông bố vững vàng có tâm một thằng ưu tí. Anh và Vibo đã kết hôn cùng nhau kèm theo rất nhiều hình ảnh. Chẳng ai là fan hâm mộ đặc biệt sẽ biết những tin tức của anh. Chị Vibo cũng có channel riêng của mình tên là Vibo TV. Các clip đăng lên chỉ là bình thường đời sống của chị và mình TV. Trên đó có clip anh chị đăng tải các hình ảnh ngày cưới trăm năm hạnh phúc chúc anh chị ngày mãi một vui tươi. Trong sự thành công YouTube lại TV quen rất nhiều anh chị khác. Ông Banana hay Osu vân vân mở rộng quan hệ tràn lan. Kênh anh cũng chuẩn bị đạt được một triệu subscribe có nút vàng. Thành công đã được đền đáp qua bao vất vả gian nan. Có bao nhiêu gian nan hôm nay chẳng biết nhà chống ai. Cố gắng bước tiếp chẳng lo xây đa nhưng tương ta phải gần ngài. Không quan tâm một ngày ta cứ tiếp tục bắt buộc đôi chân tìm tới. Đợi một ngày nụ cười đang tới vì chưa đặt tay nơi. Đã có lần anh đi tìm nhà của Chris lúc anh áp lực nhất. Anh đi report trừ rồi báo cáo mặt sức khiến clip anh đã bị mất. Có mấy ai hiểu mồ hôi cùng sức là một video. Bao nhiêu không sao anh vẫn bước tiếp con đường phía trước không biết bao điều. Khi ta nhận ra xung quanh ở đây vẫn còn những phút giây nhiệm màu. Phút chốc tên ta nhộn nhịp đi đâu ai cũng đều biết ta. Nụ cười trên vai gánh vác bao nhiêu điều vội vã. Phía trước ai sang đôi tay chào đón ta. Qua bao nhiêu gian nan hôm nay chẳng biết nhờ chống ai. Có gắng bước tiếp chẳng lo xây ra nhưng thương ta phải gần ngài. Không quan tâm một ngày ta cứ tiếp tục bắt cuộc đôi chân tìm tới. Đợi một ngày nụ cười đang ngợi vì chưa đặt tay nơi. Đã có lần anh đi tìm nhà của Chris lúc anh áp lực nhất. Anh đi report trừ rồi báo cáo mặt sức khiến clip anh đã bị mất. Có mấy ai hiểu mồ hôi không sức là một video. Bao nhiêu không sao anh vẫn bước tiếp con đường phía trước không biết bao điều. Lệnh TV. Ê, lệnh TV. Ê, lệnh TV. Ê, Bảo Ren.